đơn hơn. Thương em lắm, cô gái trẻ vừa tròn 18 ở tuổi đẹp nhất. Cửa đến anh đủ đầy chân thành cùng bao đồng thổi em dẹp tắt. Đi với anh bằng lối chật hẹp đó như đại lộ người khác có. Chỉ cần bình yên là đã đủ rồi, với em anh vẫn kề sát đó. Những lần giận dỗi thôi bộ ngoài tai chứ hà cứ gì phải gom nhặt. Bất động giấy lát nhìn thẳng vào nhau hãy đứng yên đó anh ôm chặt. Thời khắc đẹp nhất đó nhanh thật đấy anh còn chưa kiếm được chỗ cất. Thì giấy nhập ngũ có tên anh gọi làm tròn nghĩa vụ của tổ quốc. 2 năm dài bỏ em ở lại anh mang suy nghĩ đầy âu lo. Từng đến với nhau gặp nhiều khó khăn giờ sống ổng thọ trời đâu cho. Tiên đường quen để em một mình ở ngay thời điểm rất cần nhau. Thêm lần nữa anh làm em khóc dù đã từng hứa không có lần sau. Trong đôi mắt hiện đổi gái rồi bất lực lắm chứ phải không em. Chẳng còn ai quan tâm nữa lo từng giấc ngủ ở trong đêm. Con muốn chờ người như anh không tuy lời thốt ra hơi cẩu thả. Nên nói gì cái nụ cười đó kèm nỗi buồn kia đang ẩu đả. Anh bộ đội cứ ngỡ mình mẹ giật buồn gới ga thì đã vội lâu. Anh bộ đội nợ em nhiều thứ tiếng chồng tiếng vợ mình thường đổi nhau. Anh bộ đội nợ lại bờ vai em thường tựa đầu khi đã mệt mỏi. Anh bộ đội nợ những dự định mình từng đưa ga vì phải đi rồi. Anh bộ đội cứ ngỡ mình mẹ giật buồn gới ga thì đã vội lâu. Anh bộ đội nợ em nhiều thứ tiếng chồng tiếng vợ mình thường đổi nhau. Anh bộ đội nợ lại bờ vai em thường tựa đầu khi đã mệt mỏi. Anh bộ đội nợ những dự định mình từng đưa ga vì phải đi rồi. Đến giây phút phải khoác ba lô nỗi buồn tới tấp để khai thác. Con phải đi rồi cuộc sống của mây mong sự quan tâm của hai bác. Câu ấy ít nói khi đèn phòng tắt sẽ dễ khóc hơn ướt đẫm gối. Đã trải cùng nhau con cũng hiểu được dù đã nhiều lần cố cắm rồi. Tính cách bướng bỉnh nên có đôi lúc sai trái ở trong từng lời nói. Nhắc nhở cô ấy trong mọi cuộc chơi phải về sớm hơn đừng để trời tối. Tổng thương cô ấy có phần bừa bộn mong bác xếp lại thật ngay ngắn. Cô ấy ra ngoài mong bác nhắc nhở hạn chế đến việc mặc váy ngắn. Suốt 2 năm dài đâu phải ngắn hạn thanh xuân đời người sẽ trôi qua. Con biết là thế mong mọi người hiểu sẽ không có ai lừa dối cả. Sau ngày hôm nay sợ ngày mai sẽ lúc cô ấy không còn kiên nhẫn. Sợ tìm đến một người nào đó thì xin hai bác hãy khuyên ngăn. Còn thương cô ấy hơn bất cứ ai người từng trao trọn thứ quý giá nhất. Trân trọng hơn những ngày có được nên không lý nào con đánh mất. Thôi con lên xe tiếng gọi tổ quốc chúc bác và em nhiều sức khỏe. Và mong tất cả sẽ được giữ nguyên đến ngày con về con sức mẻ. Anh bộ đội cứ ngỡ mình mẹ giật buồn gới ga thì đã vội lâu. Anh bộ đội nợ em nhiều thứ tiếng chồng tiếng vợ mình thường đổi nhau. Anh bộ đội nợ lại bờ vai em thường tựa đầu khi đã mệt mỏi. Anh bộ đội nợ những dự định mình từng đưa ga vì phải đi rồi. Anh bộ đội cứ ngỡ mình mẹ giật buồn gới ga thì đã vội lâu. Anh bộ đội nợ em nhiều thứ tiếng chồng tiếng vợ mình thường đổi nhau. Anh bộ đội nợ lại bờ vai em thường tựa đầu khi đã mệt mỏi. Anh bộ đội nợ những dự định mình từng đưa ga vì phải đi rồi.